Rồi, shop phụ kiện Wi-Fi 2019, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay nhân tiện shop có cái khách hàng mà chưa biết cách đăng ký tài khoản Yuxi, dùng camera Yuxi á. Thì nhân tiện ở video này thì shop sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký tài khoản Yuxi nhé. Rồi, lần đầu tiên mọi người sẽ vào ứng kho ứng dụng, như đối dòng máy Android sẽ vào cửa hàng CH Play. Còn đối với dòng máy iOS thì có thể vào App Store nhé. Rồi, thì đây là cái ứng dụng Yuxi. Bây giờ mọi người tải cái nó về. Thì cái camera Yuxi này thì nó sẽ có hai cách để đăng ký. Một là đăng ký bằng số điện thoại. Hai là đăng ký bằng tài khoản Gmail. Đấy. Nên là nó chỉ có hai cái cách đăng ký đó thôi. Thì mình sẽ ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đăng ký cả hai cách đó luôn. Rồi, thì sau khi mà cài đặt xong thì bắt đầu mình sẽ thoát ra vào mục điện thoại. Đây, sẽ có cái mục ứng dụng Yuxi này. Mọi người nhấn mở nó lên. Nếu mà ứng dụng đòi hỏi cấp quyền thì mọi người sẽ nhấn đồng ý hết nhé. Đồng ý này. Rồi, điều đầu tiên cần là thì mọi người là phải đăng ký tài khoản trước khi đăng nhập. Bởi vì mình đăng ký thành công thì bắt đầu mới tiến hành đăng nhập được. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đăng ký tài khoản này. Rồi, cộng 84 là mã vùng quốc gia Việt Nam này, nhấn xác nhận này. Rồi, ở đây thì nó đang kêu chúng ta là một là số điện thoại hoặc là email. Thì ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký một số điện thoại trước nha. Giờ mình sẽ nhập số điện thoại là 0972330270. Đấy, mọi người nhập cái số điện thoại chính chủ của mọi người vào đây, rồi nhấn tiếp tục. Rồi, nhấn đồng ý và tiếp tục. Rồi, trong lúc này thì ứng dụng Yuxi sẽ gửi về máy điện thoại chúng ta một cái mã xác nhận. Đó, cái mã xác nhận đó là chính là cái mã này 520269. Mọi người nhập nó vào 520269. Rồi. Rồi, nhập thành công thì đến cái phần mật mã. Mật mã chính là cái mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng. Thì ở đây mình sẽ tạo là phụ kiện Wi-Fi 2019 là hàng mới. Còn hàng ở dưới mình sẽ xác nhận lại giống như hàng trên nhé mọi người nhé. Rồi, phụ kiện Wi-Fi 2019. Đấy, hàng trên với hàng dưới mọi người nhập chính xác như nhau. Rồi, mọi người nhấn hoàn thành. Rồi, thì đến cái bước này là mọi người đã đăng ký thành công rồi đấy. Rất là đơn giản đúng không? Đó là còn sau khi mà đăng ký thành công rồi, chỉ việc nhấn vào dấu cộng ở trên góc phải trên cùng đây. Rồi, đòi hỏi cấp quyền thì mọi người nhấn cho phép. Đó. Rồi, thì đến lúc này thì nó hiện lên cái máy ảnh để chúng ta quét thiết bị. Đó. Rồi, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn xong cho mọi người là đăng ký tài khoản Yuxi bằng số điện thoại. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra. Mình sẽ đăng xuất cái tài khoản này ra. Rồi, giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký bằng tài khoản Gmail. Rồi. Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái mục đăng ký giống như hồi nãy. Rồi, vẫn nhấn xác nhận cái bước cộng 84 này. Rồi, bây giờ mọi người sẽ nhập cái Gmail của mọi người vào đây. Mình ở đây, phụ kiện Wi-Fi. Đây, đây chính là cái Gmail của mình. Đó. Rồi, khi mình nhấn Gmail xong chính xác rồi mình nhấn tiếp tục. Rồi, nhấn đồng ý và tiếp tục. Đó. Thì trong cái lúc này thì bên Yuxi người ta sẽ gửi về cho mình một cái mã có 6 chữ số. Thì lúc này mọi người cần làm thì là mọi người thoát ra. Đó, Gmail vừa mới báo tới về một tin này. Mọi người mở hòm thư Gmail này lên. Rồi, sẽ thấy cái phần account này. Mọi người tích vào đây. Rồi, tiếp theo đó mọi người sẽ nhấn và giữ để copy cái này cho mình. Đó, 643518. Rồi mọi người nhấn sao chép. Rồi mọi người nhấn thoát ngang ở điện thoại ra. Rồi mọi người vào lại mục Yuxi. Rồi trong lúc này mọi người sẽ điền cái mã đấy. Mọi người nhấn và giữ ở đây.
Đấy, thì ở đây nó sẽ hiện lên cái bàn phím là cái phần mã hồi lại đó, mình dán nó vào đây. Rồi, dán xong rồi. Thì tiếp theo là nó sẽ hiện sang cái ô mật khẩu, thì mọi người muốn đặt mật khẩu như thế nào là đặt, thì ở đây là shop đặt phụ kiện Wi-Fi 2019. Rồi hàng dưới cũng xác nhận lại một lần nữa. Đó. Rồi cũng là phụ kiện Wi-Fi 2019, rồi nhấn hoàn thành. Rồi, mọi người có thế là đăng ký thành công thôi. Thì bắt đầu tiến hành là nhấn dấu cộng là thêm cam thôi. Dùng là cam UC này sẽ có hai cách thêm. Một là thêm điểm truy cập dành cho những cái cam mà trong quá trình chờ kết nối có phát ra một cái Wi-Fi hotspot, đó là GW xếp trừ AP XXX ở phía sau. Còn thứ hai nữa là cái phần mà thêm thông minh. Thêm thông minh thì là chúng ta nhấn là gửi sóng âm thanh cho cam nó nghe. Đấy. Cho cam nó nghe thì là để cam nó tự nhận được cái tín hiệu là cái ở trong cái âm thanh đó nó chứa bao chứa là gồm cái tên wifi và cái mật khẩu wifi. Rồi thì vừa rồi thì cái phần đăng ký tạo tài khoản UC thì shop đã hướng dẫn xong cho mọi người. Thì mọi người cố gắng chú ý theo dõi hết video và làm theo nha. Rồi shop chúc mọi người cài đặt thành công nhé.